Trước khi anh bắt đầu thì anh muốn kể cho mọi người là em đã từng dặn anh như thế nào á. Lúc cầu hôn phải quỳ bằng hai chân, em mới đồng ý. Nhưng mà anh có nói với em là cầu hôn chứ không phải bị phạt mà quỳ bằng hai chân. Rốt cuộc thì anh chỉ quỳ một chân thôi nhưng mà em cũng đã đồng ý. Quyết định cầu hôn em là quyết định đúng đắn nhất của anh. Và anh hứa quyết định đồng ý lời cầu hôn của anh cũng sẽ là quyết định đúng đắn nhất của em. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã có rất ấn tượng rất mạnh về em. Em khác hẳn với mọi người xung quanh vì sự hồn nhiên và ngây thơ của mình. Anh để ý tới em lúc đầu là vì em xinh đẹp nhất. Nhưng càng nói chuyện và đi chơi nhiều với em thì anh mới nhận ra thứ làm anh yêu em chính là trái tim của em. Trái tim của em lúc nào cũng đầy sự yêu thương dành cho mọi người xung quanh. Cuộc sống này nhiều lúc rất rắc rối và phức tạp, nhưng ở bên cạnh em anh thấy nó thật đơn giản và rất là vui tươi. Chỉ cần ở bên cạnh nhau thôi thì mọi người sẽ chỉ nghe tiếng anh và em cười từ sáng tới tối. Anh muốn cưới em từ khi anh nhận ra em là người bạn thân nhất của anh. Em đã ở bên cạnh anh được 9 năm rồi, có khi là hơn 9 năm nữa. Tình yêu của mình không phải là không có khó khăn, nhưng anh thấy nó chẳng đáng là gì khi anh được đứng đối diện với em ngày hôm nay. Con nhỏ, bố mẹ luôn nói với em là cả thèm chóng chán với mọi thứ. Em là người không bao giờ kiên định với lựa chọn của mình, dù là bé nhỏ hay to lớn. Tuy nhiên là em đã thay đổi khi gặp anh. Chính bản thân em cũng ngạc nhiên khi là mình đã ở bên nhau lâu đến như vậy. Và em cảm ơn vì điều đó. Trong mối tình của chúng ta thì cả hai đều trưởng thành và thay đổi để trở nên phù hợp với đối phương. Và em nhận ra là khi ở bên anh, em luôn được làm chính mình. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em những lúc em vui, những lúc em tức giận, và đặc biệt là lúc em trải qua nỗi đau mất mát lớn nhất của cuộc đời. Em nhận ra là em không tìm người hoàn hảo nhất, lãng mạn nhất. Người em tìm là người khiến 9 năm trở nên ngắn ngủi. Người thố thể nghe em lải nhải cả đêm vì không ngủ được. Người nghĩ em nghĩ đến đầu tiên mỗi khi vui hay buồn chính là anh. Cảm ơn em vì em luôn là người em, người bạn tốt thực sự, luôn suy nghĩ và quan tâm cho người khác nhiều hơn chính bản thân em. Và anh Ngọc hy vọng rằng Trương sẽ là người chồng luôn suy nghĩ và quan tâm em hơn cả chính bản thân em, để em được nhớ rằng em luôn được yêu thương không chỉ bởi Trương mà bởi rất nhiều người ở xung quanh em nữa, và có cả anh Ngọc. Và chúc mừng hôn nhân của Mỹ Linh và anh Trương. Từ ngày hôm nay hai người là một. Chúc hai vợ chồng luôn vui mừng hạnh phúc, tràn đầy tình yêu thương để cùng nắm tay nhau trọn đời. Lúc mới tỏ tình, anh đã từng hỏi em là tay em có nặng không để anh nắm cho. Và cái điều mà anh muốn nói với em hôm nay á, là bắt đầu từ ngày hôm nay, tay em anh sẽ luôn nắm lấy, son môi em sẽ luôn bị nhòa, và nước mắt em sẽ không bao giờ rơi nữa. Anh yêu em. Anh là người đã dạy em cách yêu, là người đã chịu em, chịu đựng em trong suốt quá trình trưởng thành. Anh chính là người bạn thân, người bảo vệ, che chở và mãi mãi là mối tình đầu của em. Em hứa sẽ luôn đứng bên anh và yêu anh như ngày đầu ta gặp và yêu nhau. Em yêu anh, mối tình đầu của em, chồng của em.